Xin chào các bạn, bây giờ là Phan Cà So là sử dụng cái những phế liệu để tái chế lại cái máy sạc bình ắc quy. Bây giờ nếu bỏ thì là cũng cũng lãng phí. Bây giờ cái chống lãng phí đó thì mình sử dụng những đồ cũ khỏi mất tiền. Đó, anh em muốn làm theo Phan Cà So là làm theo nha. Cảm ơn nha. Bây giờ tôi đang kiếm những cái biến áp mà người ta bỏ đi á. Ở đây là không phải là đà của mình thôi, nhưng mà lâu lắm rồi, bây giờ mình tìm lại thôi. Đây các bạn, mình tìm lại thôi. Bây giờ nếu mà có rồi đây, đây có rồi nè. Bây giờ là mình sử dụng tái chế lại cái bộ bộ sạc ắc quy. Đây, bóp củ và cá rỉ. Nhưng mà anh em là không thích như cái vị này là tùy các anh em nhé. Theo mình á thì là sợ tốn tiền này kia là chống lãng phí, là mình phải sử dụng lại thôi. Bây giờ mình tháo thử xem nha. Hình như là cái này là bắt bùn quá rỉ luôn các bạn ơi. Bây giờ mình cố gắng tháo thử cái đá. Ôi trời, măng nhện không các bạn. Bây giờ biết có sử dụng được hay không đây. Đó, như thế này nè, bây giờ là phải vệ sinh lại mới làm lại được nha các bạn ơi. Mày cố gắng ha. Bây giờ các bạn xem thử làm thành công hay không đã. Bây giờ tháo ra cái miếng thép này là vứt qua cái dây đồng ở ở bên trong cái người ta làm trước á. Nữa là mình làm cái khuôn mới đó các bạn. Bây giờ là chúng ta đo cái chiều B của nó được bao nhiêu cm này, được 4,5 cm. Đo chiều A, A là đo chiều ngang như vậy các bạn ơi. Bây giờ là mình thay rồi, mình nhìn lên đo chiều A nha. Được là 3,8 cm. Bây giờ cái thước mình nó cái cực cụt mất cái số không các bạn, mình đo từ số 10 nha. Được 3,8 cm. Rồi. Bây giờ chiều C thì là cửa sổ của loại thép lạng. Chiều C là 0,8 cm các bạn ơi. Chiều D tức là mình sáng chế các bạn, nhưng mà trong cái lý thuyết không có cái chiều D các bạn ơi. Bây giờ chiều D thì là cái độ dài của loại chữ E các bạn, để làm cái khuôn á, cái khuôn để mà mình cuốn lại thôi. Đó, bây giờ các bạn này là bây giờ tính diện tích của nó là lấy S bằng A nhân B. Được kết quả là 17,1 cm, sắp xỉ bằng 17 thôi các bạn á. Nhưng mà lâu lắm rồi mình không có đường để bây giờ mất rồi, nhưng mà năm nay là mình cũng tính lại được thôi. Bây giờ sau đó mình tính công thức mình không quay hết được nổi, mình dừng lại rồi mình tính xong rồi mình dơ ra cái công thức này nè. Chứ mình lâu lắm rồi mình không đường để, còn mình
tiến hành cuốn sơ cấp của cái biến thế sạc quy nên sử dụng dây đồng 100% các bạn, nhưng mà dây đồng này là dây đồng 0.035 nha, 0.035 các bạn. Bây giờ cái bộ cuốn của mình nó chơi bằng kim, thì chỉnh lại cái kim số nhỏ là về vị trí số 0 các bạn, với là kim số lớn ở dưới nữa cũng chỉnh số 0 để mình cuốn là biết là cái vòng hàng nghìn của đĩa dưới đang chỉnh thôi. Bây giờ đây công thức của nó đây. Này, mình cuốn theo là cái gì cái số vòng vuông của nó là 220 vuông đấy, tức là 500 mấy vòng đấy các bạn ơi. Đó, trong công thức như vậy thôi, mình cuốn như vậy thôi các bạn, nhưng mà không biết thành công không nhá. À, các bạn thông cảm nha, bây giờ mình lâu lắm rồi mình không có được đến lại nữa, mình làm lại nó đẹp lắm các bạn ơi, quay cũng không nhanh như hồi xưa nữa, lắm chậm như rùa luôn các bạn. Đó bây giờ là nhưng mà cuốn vẫn còn đẹp, đường dây đi là vẫn còn đẹp, nhưng mà không bằng hồi xưa. Mà hồi xưa là mình quen tay là mình cuốn nhanh hơn, nhanh rẹt vậy đó, mình cuốn quay vậy luôn á. Bây giờ là cứng tay rồi, thôi các bạn thông cảm nha, bạn xem vẻ nha. Nó cũng thôi nhờ. Cái dây này là cái dây loại dây 14 các bạn, tức là 0.14 á, 0.14 mm á. Đấy, nhưng mà hơi cứng lắm nha các bạn, bây giờ quay bằng cái tay quay là không được đâu, bây giờ là phải cầm cái cục khuôn này, bây giờ mình phải chỉnh bằng ngón tay trái với lại mình kéo tay phải nhẹ thôi. Bây giờ nếu mình cuốn bằng cái kia nó tuôn luôn cái khuôn đó bạn. Nếu mình hoàn chắc cái cắt óc á thì là mình quay cũng không bàn, mình cuốn như vậy không, nó không có giữ được nổi đâu. Mình cuốn cái dây này hơi to mà bự lắm á, chứ mình xem trên màn hình nó hơi nhỏ thôi, nhưng thực tế ra thì là cái dây này là thiệt là to thiệt, nó là dây 14 các bạn, thường gọi là 14 nhưng mà dây 0.14 mm. Đây xong rồi các bạn, bây giờ xem nhé. Bây giờ mình lắp thay thử, bây giờ xem thử có được hay không đây. Cái phe này là hơi bị rỉ rồi các bạn ơi, bây giờ không có cái phe loại này nữa, loại này hiếm lắm. Trong ổn áp cũ loại tự động nó cũng có luôn, bây giờ anh này là cái ổn áp đổi chiều hồi xưa xài tivi nội địa các bạn, mình xài điện 220 mà ra 110 thôi. Đấy, nhưng mà bây giờ nó hư mất rồi, bây giờ mình lượm lại xài, bây giờ cũng xong mình lắp thử xem nhé. Đây, xài hai diode này là nắm điện đấy các bạn, diode cầu bằng sắt đấy các bạn, xài hai con. Nếu mà ắc quy bự thì mình xài 4 con các bạn, ắc quy bự
xài 4 con. Bây giờ cái này là quy là 12 vuông với là 30 AH thôi. Mình cuốn đúng cái số của nó thôi. Đó, vậy á. Đây, bình này là bình đây là cũng mới mua thôi, chưa sạc mình ra cá, cái cá là đã rồi. Bình cũng là thanh cái xo luôn đấy các bạn. Bình cũng thanh cái xo giống tên YouTube của mình luôn. Facebook cũng giống luôn, Zalo cũng giống luôn. Đấy, một loạt vậy nó cũng giống thanh cái xo hết đấy. Bây giờ mình sạc cái đèn nó tối vui nha. Nó ra thôi. Mà chưa làm được tự động các bạn, được tự động thì là mình làm lắp thêm cái bộ điện tử khi mà pin đại á, thì là cái bộ sạc tự ngắt. Nếu mà cái pin chưa đại á, thì là cái pin vẫn sạc mãi mãi. Khi mà đại rồi á, pin đại rồi á, thì đó cái bộ sạc này tự ngắt đi nha các bạn. Bây giờ làm sao mình quay lại nha. Bây giờ đây này là làm gấp quá các bạn xem nha. À, thì hồi nãy lúc nãy là mình đánh tia lửa rồi. Đây, cái dòng ra của nó là 12V, cái bình ắc quy là 12V nhưng mà dòng ra của nó là 16V.